phụ nữ có phúc khí, vận mệnh của cả gia đình. Phụ nữ được coi là người đem lại vận mệnh và vận tài, phúc khí cho gia đình, nên cái tâm của họ là rất quan trọng. Khí chất là phần nội tại được thể hiện ra bên ngoài một cách tinh tế. Nó không phải là chiếc son môi cao cấp, không phải là bộ quần áo hàng hiệu, cũng không phải đôi giày cao gót đắt tiền. Nếu không có nét đẹp tâm hồn thì dù có khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy đến mấy cũng không đáng giá. Nhìn một người phụ nữ có phúc báo lớn hay không thì chỉ cần xem 3 yếu tố sau, chắc chắn một người phụ nữ có nội tại sâu sắc sẽ có được. 1. Giọng nói. Khi nói chuyện, tiếp xúc với người phụ nữ có hành vi, thái độ sống tốt, người đối diện có thể cảm nhận thấy rằng họ nói không nhiều lắm, nhưng từng lời nói đều là trí tuệ. Từ ngữ không nhiều lắm, nhưng mỗi từ đều tựa như châu ngọc. Những người phụ nữ có nội tại vững chắc, họ sẽ biết cách kiểm soát giọng nói sao cho thanh thoát, nhẹ nhàng nhất. Ưu nhã, rộng lượng, lạc quan, tự tin cho người khác cảm giác thoải mái và thân thiết. Cho dù giọng nói mang âm hưởng nào, nói chuyện từ tốn và nhẹ nhàng chính là tiêu chí đầu tiên của khí chất. Nhưng nói nhỏ đến mức thỏ thẻ, đối phương không thể nghe được thì đó lại là biểu hiện của việc thiếu hụt sự tự tin. Người có khí chất sẽ dùng âm lượng vừa đủ, nói chuyện logic, không rườm rà, cũng không sỗ sàng. 2. Phong thái, cốt cách. Phụ nữ tao nhã không nhất định thể hiện ở vẻ đẹp trang điểm bên ngoài mà toát lên một vẻ đẹp có sức hút mị lực từ bên trong. Trong cuộc sống hàng ngày có thể nhận thấy vẻ tao nhã của họ thể hiện ngay từ trang phục, vừa giản dị, gọn gàng nhưng cũng không mất đi vẻ thanh tao và tinh tế. Bạn có thể quan sát kỹ xung quanh, chỉ cần một người biết ngẩng đầu thẳng lưng thì cả người sẽ toát ra khí chất đầy cao quý và tự tin. Ngược lại, nếu còng lưng, cúi đầu, ngoại hình như già đi 10 tuổi. 3. Thái độ sống, hành vi đối nhân xử thế. Trong lý luận âm dương thì người vợ là thuộc tính âm, là nhu mềm, mà âm thì phải ẩn, phải thận trọng và kín đáo. Họ có thể trợ giúp chồng, đồng cam cộng khổ với chồng và có thể đối đãi tốt với cha mẹ đôi bên. Sự tử tế và lương thiện là bản tính mà bất cứ người phụ nữ có phúc khí nào cũng vậy. Đây chính là tu dưỡng nội tâm của họ toát ra bên ngoài. Tướng do tâm sinh. Tướng ở đây không chỉ là tướng mặt mà nó còn mang một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, đó là phong thái, là hành vi ứng xử, lời nói của mọi người. Vậy nên, nếu muốn nâng cao khí chất, ngoài việc ăn mặc chỉn chu, nói chuyện chừng mực, thì bạn phải không ngừng hoàn thiện vốn tri thức, tu dưỡng và đạo đức, làm phong phú chính mình. Chỉ khi sở hữu tác phong đặc biệt, ăn nói lịch sự, có phép tắc thì bạn mới mong có được sức hấp dẫn mãnh liệt cho vóc dáng và chính bề ngoài của mình. Ba mẹ và các bạn hãy comment những thông điệp hay những nội dung hay những điều mà mình thấy tâm đắc ở phía bên dưới video này nhé. Nếu các cha mẹ cũng muốn hỏi thêm những thông điệp gì thì đừng ngại ngần comment ở phía bên dưới. Chúc cho tất cả ba mẹ, cho những người phụ nữ thật sự hạnh phúc và bình an. Mẹ Mina, tử tế, hạnh phúc, giàu có và đầy lòng nhân ái. Tôi là Master Coach Nguyễn Thị Hệ.